4 giờ, 11 loại thực phẩm gây ung thư thường gặp. Thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, khoai tây chiên, nước ngọt, xúc xích, thực phẩm nhiều đường làm tăng nguy cơ ung thư. Ung thư là một căn bệnh phức tạp do nhiều yếu tố gây nên. Nếu như việc phòng tránh ung thư đối với những người có gen mang mầm bệnh là điều vượt quá khả năng của con người, thì đối với những người khác là hoàn toàn có thể. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn phòng tránh được các nguy cơ gây ung thư. Thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, nước ngọt, đồ nướng, đường tinh luyện tăng nguy cơ ung thư. Có thể thấy, nhiều thức ăn hiện nay đã được khoa học chứng minh có nguy cơ gây ung thư. Bạn đã nghe lời khuyên sử dụng nhiều loại trái cây và rau, hoặc ít nhất là 5 phần ăn mỗi ngày để phòng tránh bệnh mãn tính như ung thư. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên biết những thực phẩm gây ung thư cần tránh. Để sử dụng chế độ ăn uống của bạn là một vũ khí chiến lược chống lại ung thư, một trong những điều đơn giản nhất bạn có thể làm là đảm bảo rằng các loại thực phẩm sau đây không phải là một phần cơ bản trong khẩu phần ăn hàng ngày của bạn. Dưới đây là những thủ phạm lớn nhất của ung thư mà bạn nên hạn chế ăn càng tốt. Thứ nhất đó là bắp rang mơ. Chỉ cần bỏ quay lò vi sóng trong một tích tắc, bạn đã có một túi bắp rang mơ thơm ngậy cho một bữa ăn nhẹ. Nhưng bạn không biết rằng mình đang đẩy bản thân vào nguy cơ bị mắc một trong những các loại ung thư gan, ung thư tuyến tiền tỵ hoặc ung thư tinh hoàn. Các túi bắp rang mơ được quay trong lò vi sóng và được lót bằng hóa chất gây ung thư, nhờ đó tạo ra hương vị bơ thơm nhân tạo. Nếu bạn không từ bỏ món bỗng ngô, hãy sử dụng phương pháp truyền thống để làm bắp bơ rang. Khoai tây chiên. Ngoài các chất béo chuyển hóa, khoai tây chiên và các loại thực phẩm chế biến sẵn khác chứa carbohydrates, chất bảo quản muối, chất tạo màu và hương vị. Khoai tây được chiên ở nhiệt độ cao sẽ hình thành nên các chất gây ung thư như acrylamide. Đây là một nguyên nhân gây ra các ca mắc bệnh ung thư ở Mỹ. Kể cả những miếng khoai tây ít béo vẫn có thể chứa các chất gây ung thư như acrylamide. Và đó là cà chua đóng hộp. Mặc dù các chất dinh dưỡng như lycopene trong cà chua có thể làm giảm nguy cơ ung thư, nhưng lợi ích các chất bổ này lại bị mất đi khi cà chua được đóng hộp. Lớp lót nhựa của vỏ hộp cà chua chứa chất gây rối loạn hoạt động nội tiết tố trong cơ thể con người. Bởi cà chua có tính axit, các hóa chất BPR sẽ thẩm thấu từ lớp lót vào trong cà chua. Hóa chất này có liên quan đến nhiều loại gây bệnh ung thư, bệnh tim và các vấn đề sinh sản. Vậy nên nếu bạn muốn làm cho nước sốt tương cà của mình có màu đỏ đẹp, bạn nên cho ngay món tương cà này vào một cái lọ thủy tinh hoặc tự làm lấy món sốt cà chua cho gia đình. Thịt chế biến sẵn. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều sản phẩm được chế biến sẵn từ thịt như hot dog, xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói. Hàm lượng muối quá cao cũng như các chất hóa học được sử dụng để chế biến thịt sẽ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Phần lớn các món thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất hóa học và chất bảo quản như natri nitrat là sản phẩm trong tương lai và ngon hơn. Đây cũng là chất độc được tìm thấy trong thuốc lá gây nên ung thư phổi. Cá hồi được nuôi ở trang trại. Mặc dù cá hồi có vẻ như là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng và lành mạnh nhất hành tinh này, nhưng cá hồi được nuôi lại là một trong những loại thực phẩm gây ung thư mà bạn nên tránh. Người ta ước tính rằng hơn 60% cá hồi ở Mỹ được nuôi tại các trang trại. Những con cá được bổ béo và dần bị ngấm các loại thuốc kháng sinh, hóa chất, thuốc trừ sâu hay các chất gây ung thư khác. Cá hồi sống trong mật độ đàn quá đông khiến cho những con cá hồi được nuôi trồng có đến nhiều hơn 30 lần số lượng rận viễn so với cá hồi tự nhiên. Thêm vào đó, do chế độ ăn không tự nhiên, những con cá này có thể có hàm lượng axit béo omega 3 ít hơn chúng ta nghĩ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá hồi nuôi chứa nồng độ thủy cao, BCB và các vi sinh gây ung thư. Bạn nên tránh ăn cá hồi nuôi và khi mua đồ cá hộp nên kiểm tra cẩn thận trên bao bì có ghi dòng chữ The Fish Evolved Scotland Salmon, cá hồi cầu tự nhiên hoặc những khẳng định giống như thế. Dầu hydro hóa. Trước đây các loại dầu hydro hóa là dầu thực vật, tuy nhiên gần đây các loại dầu thực vật có thể không được chiết xuất tự nhiên như bơ. Dầu thực vật phải loại trừ hóa chất từ gốc.
và sau đó chúng ta biến đổi để người tiêu dùng dễ chấp nhận hơn. Vì vậy, dầu thường xuyên được khử mùi và chế biến sao cho có màu hấp dẫn hơn. Tất cả các loại dầu thực vật đều chứa nồng độ cao các axit omega 6. Khi ăn vào quá nhiều các axit omega 6, bạn có thể gặp vấn đề về sức khỏe như bệnh tim, đồng thời gây phát triển các loại ung thư khác, đặc biệt là ung thư da. Vì vậy, bạn nên cân bằng hàm lượng cả omega 6 và omega 3 trong cơ thể. Để bổ sung omega 3, bạn hãy ăn nhiều các loại thịt, cá như cá thu và cá hồi. Trong thực tế, các loại dầu hydro hóa thường được sử dụng để bảo quản những thực phẩm chế biến và giúp chúng trở nên hấp dẫn càng lâu càng tốt. Các loại dầu hydro hóa ảnh hưởng đến cấu trúc và tính linh hoạt của màng tế bào gây nên một số loại ung thư. Các nitrat hay nitrit trong các loại thực phẩm được ướp muối này đóng vai trò là chất bảo quản và tạo nên màu sắc bắt mắt cho thịt. Mặc dù nitrat không dẫn đến ung thư, nhưng một trong những điều kiện các hóa chất thay đổi thành tổng hợp N-nitrosol, chính chất N-nitrosol đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các loại thịt hun khói sẽ dễ dàng bị nhiễm hắc ín trong quá trình chế biến do khói sản xuất. Hắc ín được biết đến là một chất gây ung thư. Trong khi đó, các loại đường ngâm muối và các loại thịt như xúc xích, thịt sông khói và xúc xích hun khói rất giàu muối và chất béo. Thực tế, để chứng minh việc ăn các chất này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày. Ngũ cốc tinh luyện. Bà hàng truyền hình Oprah nổi tiếng với việc giảm cân bằng phương pháp không ăn đồ màu trắng, đặc biệt là chất bột. Ai cũng biết những đồ làm từ bột thì không tốt như hầu hết. Không một ai nhận ra được mức độ độc hại của nó tới sức khỏe con người. Các đồ bột đều chứa tỷ lệ đường cao và làm tăng lượng đường huyết cũng như hàm lượng insulin, nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tiểu đường. Trên thực tế, tế bào ung thư được nuôi dưỡng từ lượng đường thừa trong máu. Do đó, nếu bạn không ăn các loại ngũ cốc tinh chế như bột mì trắng, bạn có thể bỏ đói các tế bào ung thư và hạn chế nguy cơ phát triển bệnh. Thay vào đó, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt. Các thực phẩm biến đổi gen. GMO hay còn gọi là những loại thực phẩm đã bị can thiệp để biến đổi gen hóa bằng hóa chất hay sử dụng các chất biến đổi gen. Các gen ngoại nhập này đi được đưa vào cơ thể sẽ biến đổi ADN của vi khuẩn bên trong hệ tiêu hóa. Đáng lo ngại hơn là hầu hết các loại ngũ cốc ở Mỹ như lúa mì, đậu tương và ngô được trồng bằng phương pháp biến đổi gen. Thực phẩm GMO có thể không được ghi trên các nhãn mác, vì vậy bạn nên đọc kỹ và tìm kiếm những thông tin trên bao bì sản phẩm có khẳng định đây là thực phẩm không bị biến đổi gen. Đường tinh chế. Các loại đường tinh chế không chỉ làm tăng mức độ insulin mà còn gây ung thư. Tỷ lệ các bệnh ung thư tăng gần đây đều có thể được giải thích bằng nhiều thực phẩm thông thường xung quanh chúng ta như bánh nướng, bánh ngọt, nước ngọt, bánh, nước trái cây, nước sốt. Các loại ngũ cốc chủ yếu sử dụng đường tinh chế. Chất làm ngọt nhân tạo. Rất nhiều người sử dụng các chất làm ngọt nhân tạo để giảm cân mà không cần kiêng ngọt. Tuy nhiên, thực tế những người ăn kiêng các chất làm ngọt nhân tạo thường xuyên như chất làm ngọt trong soda hoặc cà phê thì lại bị tăng cân. Các chất tạo ngọt khi làm trong cơ thể bạn sẽ khiến cơ thể bạn khó điều chỉnh được lượng đường huyết và làm các căn bệnh liên quan đến béo phì đi theo chiều hướng xấu. Chất tạo ngọt không chỉ ức chế khả năng tiêu thụ calo của cơ thể mà còn khiến bạn nghiện đồ ngọt hơn. Ung thư hiện nay là một nguyên nhân phổ biến thứ hai gây ung thư, gây tử vong ở Mỹ. Cứ trong 4 ca tử vong thì có 1 ca chết do ung thư. Vì vậy, trong khi ta không thể loại trừ hoàn toàn các nguy cơ phát triển ung thư, việc hạn chế hoặc không ăn những thực phẩm gây ung thư trong chế độ ăn uống hiện tại của bạn là một trong những cách đơn giản và dễ dàng để duy trì sức khỏe và phòng tránh ung thư cho bệnh nhân.